là một cầu thủ thành danh được đánh giá là một trong những chân sút xuất sắc nhất thế giới. Thế nhưng ít ai biết rằng Lionel Messi cũng là một trong những người đàn ông của gia đình đáng ngưỡng mộ. Messi có thể là người được rất nhiều các fan nữ trên toàn cầu hâm mộ và mong muốn được sánh vai bên anh. Thế nhưng người đàn ông đó từ khi biết yêu cho đến thời điểm hiện tại vẫn chỉ hướng về một người phụ nữ duy nhất, đó là Antonella Roccuzzo. Mối nhân duyên của siêu sao người Argentina và người bạn gái bắt đầu từ năm 1996. Khi đó Antonella 8 tuổi, là em họ của người bạn thân nhất của Messi, Luca Caglia. Lần đầu tiên gặp mặt khi đến nhà Luca chơi, Messi đã nảy sinh tình cảm với cô nàng Antonella kém mình 1 tuổi. Cả hai sống chung một khu phố và dần hình thành mối quan hệ thân thiết. Cha của Antonella là một chủ siêu thị khá lớn. Trong khi đó, bố mẹ Messi đều là những công nhân bình thường. Nhớ lại thời trẻ, Messi thường viết thư tình cho bạn gái. Anh tự nhủ, một ngày nào đó, Antonella sẽ là bạn gái của mình. Đến năm 2000, Messi phải sang Barcelona chơi bóng nên mất liên lạc với bạn gái. Trong thời gian đó, Antonella đem lòng yêu chàng trai hàng xóm khác và chuyện tình của họ kéo dài 3 năm. Đến năm 2007, Messi về thăm quê đúng dịp Antonella đang buồn vì người bạn thân của cô qua đời vì tai nạn giao thông. Sau đó anh đã luôn ở bên cạnh an ủi, động viên Antonella. Nhờ vậy mà tình cảm của cặp đôi trở nên tiến triển. Anh trở lại Barcelona còn Antonella vẫn ở lại quê nhà và theo học nha khoa ở trong trường Nacional de Rosario. Sau khóa học 6 tháng, cô nữ sinh trải qua một năm khắc học về công nghệ truyền thông trước khi quyết định rời Argentina tới Tây Ban Nha ở bên cạnh bạn trai vào năm 2010. Mãi cho đến năm 21 tuổi, mối quan hệ của cặp đôi mới chính thức được tiết lộ. Đó là vào thời điểm tháng Giêng năm 2009 khi Messi tham gia một chương trình đối thoại trên kênh truyền hình của xứ Catalonia. MC đặt câu hỏi, anh có bạn gái chưa? Messi thừa nhận đã có người yêu ở quê nhà Argentina. Trong cuộc sống, Antonella hiền dịu và duyên dáng như đúng mẫu phụ nữ mà Messi yêu thích. Còn anh chàng nhỏ con từ sớm đã là thần tượng của cô nàng nữ sinh nên họ nhanh chóng dành tình cảm cho nhau. Tình yêu cứ thế lớn dần và qua bao nhiêu thăng trầm hiện tại, họ vẫn đang hạnh phúc bên nhau. Trước cuộc cúp ở Nam Phi diễn ra, chuyện tình của cặp đôi mới chính thức được công khai. Antonella chuyển đến sống chung nhà với Messi. Ngày 2 tháng 6 năm 2012, sau khi ghi bàn vào lưới của Ecuador, Messi thể hiện động tác ăn mừng đưa nôi để ăn mừng bàn thắng của mình. Pha ăn mừng này của Messi như để báo cho cả thế giới biết rằng Antonella đã mang thai đứa con của mình. Tháng 11 năm 2012, Antonella đã hạ sinh con trai đầu lòng Thiago cho cậu tiền đạo Barca. Mặc dù chưa có hôn thú chính thức nhưng ai cũng xem cô sinh viên đến từ Rosario như vợ của Messi. 3 năm sau, tới ngày 11 tháng 9 năm 2015, Thiago chính thức trở thành anh trai khi cậu em Mateo ra đời. Sau 20 năm quen biết, Messi quyết định trao cho mẹ của các con mình một danh phận. Họ tổ chức lễ cưới vào ngày 30 tháng 6 tại quê nhà của cả hai ở Rosario. Đó là một lễ cưới thực sự ấm cúng với sự tham gia của những người bạn Messi và tất nhiên là gia đình của hai bên. Và vào ngày 1 tháng 4 năm 2018, Messi chào đón đứa con thứ ba chào đời và đó cũng là một cậu con trai. Tên bé là Siro. Cảm ơn Chúa. Chào mừng Siro. Chúng tôi đang vô cùng hạnh phúc. Messi chia sẻ trên trang cá nhân sau khi con trai chào đời. Messi có ba cậu con trai. Và có lẽ cả thế giới đều muốn sẽ có một cô cậu nào đó theo nghiệp bố sau này. Nhưng không phải, cứ là con của Messi là phải thích đá bóng. Theo tạp chí 442, Messi cho hay, con trai lớn của anh thực sự không hứng thú mấy với bóng đá, môn thể thao biến bố của cậu ấy trở thành một siêu sao. Tôi không mua cho con tôi nhiều quả bóng và cũng không ép nó phải chơi vì dường như nó không hứng thú với điều đó. Thay vào đó, nó thích ngồi xe ngựa hoặc chơi đu quay. Messi cho hay, cựu cầu thủ của Barca tỏ ra khá buồn vì thông tin này. Trước đó, chân sút người Argentina đã từng có dự định sẽ cho con học tại Học viện Đào tạo Tài năng Trẻ của Barcelona. Một siêu sao như Messi muốn cho con mình theo nghiệp quần đùi áo số cũng là lẽ dĩ nhiên. Cậu nhóc thứ hai là Mateo sinh ngày 11 tháng 9 năm 2015 tại thành phố Barcelona, nơi cha là Lionel Messi đầu quân cho đội bóng xứ Catalan. Cậu nhóc này có vẻ tồn tại những sở thích giống bố. Thằng bé rất thích thú với những cuộc đấu. Mỗi khi chúng tôi leo cầu thang với nhau, Mateo luôn cố gắng để trèo lên trước và rồi quay lại nhìn tôi với vẻ mặt đắc thắng.
cậu nhóc gần 3 tuổi với mái tóc xoăn tít cùng với vẻ mặt dễ thương. Thế nhưng, theo lời của Messi, trong khi cậu cả ngoan bao nhiêu thì cậu ấm thứ hai này lại nghịch ngợm bấy nhiêu. Số 10 của Argentina làm vẻ mặt bất lực khi nói về Mateo trên kênh thể thao TNC Sport. Thiago và Mateo rất khác nhau. Thiago là một tài năng đặc biệt và rất ngoan. Đứa còn lại thì hoàn toàn trái ngược. Một nỗi rắc rối thật sự. Anh bật mí thêm, Mateo thuận chân phải và có lực sút khá tốt nhưng còn khá nhỏ. Mateo nhiều khả năng sẽ nối nghiệp cha hơn là anh trai. Nhưng cả hai, Thiago và Mateo đều rất ít khi đề nghị cùng cha chơi bóng lúc ở nhà. Bóng đá không phải là chủ đề được các thành viên thường xuyên nói với nhau trừ khi có sự kiện lớn ở câu lạc bộ hay đội tuyển quốc gia. Mateo cảm thấy kỳ lạ khi có ai đó đến chụp ảnh và xin chữ ký của tôi. Thiago thì biết hơn một chút. Thằng bé thích đến sân vận động theo dõi các trận đấu. Đôi khi ở nhà còn nhìn và gọi tôi là Messi như cách người hâm mộ vẫn làm dù không thực sự hiểu. Siêu sao này tâm sự. Dù vậy, cầu thủ PSG cảm thấy khá thoải mái về việc này. Anh muốn con tự do lựa chọn tương lai và thiên về phát triển những khả năng vốn có của nó. Điều quan trọng là Messi có thể mang hạnh phúc đến cho chúng mà thôi. Chủ nhân của 7 quả bóng vàng thích dành thời gian bên gia đình với bà xã Antonella cùng 3 cậu quý tử. Ngoài ra, lúc rảnh rỗi, Messi còn ngồi chơi với chú chó của mình. Tuy là một ngôi sao hàng đầu, song Messi vẫn thường xuyên cùng người cựu đồng đội thân thiết là Luis Suarez du quốc bộ đi đón con ở trường học địa phương. Trong tổ ấm của riêng mình, Messi có thể chơi bóng cùng các con ở một chiếc sân nhỏ sau vườn, thư giãn bên hồ bơi, ngắm biển hay thậm chí thưởng thức thịt nướng ngoài trời. Dĩ nhiên, Messi phải hạn chế đồ ăn nướng với nhiều dầu mỡ để duy trì sự nghiệp đỉnh cao. Chia sẻ với Marca, Messi cho biết cuộc sống hàng ngày của anh xoay quanh những đứa trẻ. Sáng anh sẽ đưa Thiago đi học và đón con vào buổi chiều. Cả gia đình sẽ quây quần bên nhau vào buổi tối cho đến khi lũ trẻ đi ngủ. Messi cũng thường xuyên liên lạc với gia đình, nơi hai người anh trai đó là Rodrigo, Matias và em gái Maria Son cùng bố mẹ Celia và Hot Hân sinh sống tại Rosario, Argentina. Messi vẫn hay đáp chuyến bay đến thủ đô Buenos Aires, sau đó lái xe gần 200 km tới Rosario thăm người thân. Được kể rằng, Messi luôn ở lì trong phòng khách sạn tại World Cup khi có người thân đến thăm đồng thủ. Messi giờ đã là người đàn ông của gia đình và trở thành trung tâm của các cuộc đoàn viên. Milanesa Napolitana, một loại món ăn đặc biệt khiến cho chàng tiền đạo PSG mê mẩn. Milanesa được chế biến từ nhiều thành phần như là dăm bông, muối, rau, thịt bò chiên, cà chua cắt nhỏ, hành tây, phô mai và đường. Chả vậy mà trong cuốn sách Messi, từ El Pulga đến một huyền thoại, tác giả Luca Caioli có đoạn miêu tả sự tỉ mỉ trong cách mà mẹ của Messi chuẩn bị món ăn cho cậu con trai. Lionel thích món ăn phải thật đơn giản, bò bít tết không trộn với dăm bông hoặc thịt ngựa, có gà với nước sốt làm từ hạt tiêu, hành, cà chua và rau oregano. Nó không thích một món ăn phức tạp. Ngoài sở thích ăn khác người, Messi còn có những sở thích không giống nhiều người khác. Theo tiền đạo người Argentina cho hay, anh thường xuyên bật TV khi ngủ để giúp bản thân dễ dàng say giấc. Tôi không có giờ giấc ngủ cụ thể, tuy nhiên có một điều đặc biệt là tôi thường bật TV trong lúc ngủ. Nó làm tôi cảm thấy bình tâm và dễ ngủ hơn, Messi chia sẻ. Messi còn chia sẻ anh còn là một game thủ cực khôi của trò FIFA. Tôi rất thích chơi FIFA trên máy PlayStation. Ở câu lạc bộ, chẳng đồng đội nào thắng nổi tôi, Messi tiết lộ với phóng viên một cách đầy tự hào. Một sở thích đặc biệt khác của Messi đó là anh rất thích chơi siêu xe. Theo một thống kê của Sun Sport, gara xe hơi của Messi có thể có dàn xe với tổng trị giá khoảng 2,7 triệu bảng Anh, tương đương với 80 tỷ đồng. Tiền đạo người Argentina mua những chiếc Mini Cooper trị giá chỉ có 15.000 bảng tới những chiếc xe có giá 1,5 triệu bảng. Có thể nói, Messi dù có là siêu nhân hay người ngoài hành tinh trong mắt nhiều người nhưng bản chất anh vẫn là một chàng trai Argentina bình thường, vốn rất yêu bóng đá và yêu những thứ mà người bình thường vẫn yêu.